Bây giờ là buổi chiều. Cách gì? Trên cửa chợ bến này tụ họp rất là đông. Chợ đã chuẩn bị khóa cửa, đóng cửa. Ôi trời ơi, xe đi rất là ngổ. Mọi người ra đây chụp hình này, mặc áo dài này, còn nít đi chơi chụp hình này. Người nước ngoài ra đây thích thú. Ngày nào cũng ra đây mà không thấy chán. Xe thì được để mọi người ở đây đó. Trước cổng chợ. Khách quá trời khách. Một cái view rất là đẹp. Trời ơi, mấy người bạn của tôi nó vẫn còn đi vào đây. Nó vẫn còn này. Chị. Đây không có camera được đâu chị ơi. Đi chung. Đi chung với ai chị? Chung đám này dắt nó về giùm em.